Thưa quý vị, sáng nay 22 tháng 1, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác Đảng nhà nước đã đến thăm hỏi động viên trao tặng các phần quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cùng đi với đoàn công tác còn có ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Về phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cùng lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết, thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, công nhân, người lao động với tổng kinh phí hỗ trợ trợ cấp Tết trên 262 tỷ đồng các doanh nghiệp trong tỉnh bà rịa vũng tàu còn nỗ lực đảm bảo các chế độ lương thưởng tết cho người lao động. ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư bà trương thị mai đã biểu dương sự nỗ lực của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh, công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh bà rịa vũng tàu đã chăm lo chu đáo tạo điều kiện cho nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu đón tết đầm ấm. nhân dịp tết nguyên đáng giáp thình 2024 đoàn công tác trung ương và lãnh đạo tỉnh đã tặng quà tết cho 15 hộ nghèo. 200 công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn tăng qua cho chủ đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ